nguồn tin thân cận xác nhận tương lai của huấn luyện viên park khi trở lại việt nam sau khi trở lại việt nam huấn luyện viên park hang seo đã tiếp tục bắt tay và thực hiện những kế hoạch mà ông đã ấp ủ mới đây những thông tin về học viện bóng đá quốc tế park hang seo đã chính thức được hé lộ học viện bóng đá park hang seo sắp ra mắt và đi vào hoạt động trợ lý ngôn ngữ lê huy khoa vừa có những chia sẻ liên quan tới việc này trên trang cá nhân thầy park đang làm gì ư ông vẫn đang ở việt nam vẫn theo dõi bóng đá việt nam Sức hút của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn không giảm, ông vẫn phong độ như xưa, ông có dịp nghiền ngẫm và suy nghĩ nhiều hơn về bóng đá và đưa ra những nhận xét rất hay về bóng đá Việt Nam. Tính cách của ông Park vẫn thế, ông chia sẻ trong buổi nói chuyện với các nhà giáo dục rằng học viện bóng đá sắp mở thực ra không phải học viện bóng đá như của các câu lạc bộ, chỉ là mô hình cộng đồng vừa vui vừa học cho các cháu dưới 13 tuổi qua đó khán giả có thể nhận ra rằng huấn luyện viên Bắc sẽ tập trung phát triển bóng đá học đường theo nhận định của nhà cầm quân người Hàn Quốc bóng đá kết hợp với giáo dục sẽ tạo nên những đứa trẻ tài năng học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo phối hợp chặt chẽ với hệ thống trường học để mang lại cho trẻ em trải nghiệm đầy niềm vui và tính cạnh tranh thông qua bóng đá học viện đặt mục tiêu giúp trẻ em tăng cường sức khỏe phát triển tinh thần chiến đấu và đồng đội nếu cầu thủ có lỗi thì người phải chịu trách nhiệm chính là huấn luyện viên trưởng có một yếu tố cần thiết cho các cầu thủ gồm tinh thần đoàn kết lòng tự trọng sự thông minh và ý chí kiên cường tôi dựa vào ưu điểm và tính cách của từng cầu thủ để bố trí sắp xếp vào vị trí nào cho phù hợp đó là nhiệm vụ của người thầy huấn luyện viên park hang seo chia sẻ ở buổi hội thảo về giáo dục với tư cách khách mời